Con bị gãy hai mắt cá bên chân phải. Gãy mấy cái? Gãy hết hai mắt cá. Trời ơi, bể hết luôn. Và con ngồi xuống, con nhìn thấy cái chân con nó rất là lạ, là cái lòng bàn chân con nó nhìn lên cái mặt, lòng mặt của con. Mà lúc đó là con đang bị gặp một cái sự cố, là con bị mất một cái số tài sản đất đai của con rất là lớn, và con đang bị nợ ngân hàng. Lúc đó con nhớ là con nợ ngân hàng 8.2 tỷ. Trời ơi, nợ dữ vậy? Trước lúc con gãy chân là con có trong tài khoản con 23 tỷ. Trời ơi. Năm 2016 con làm con giàu dữ vậy con? Con bước vô showroom xe hơi, con đi vô chiếc nào mắc tiền nhất anh nói chiếc đó, lấy em chiếc đó đi, mua như mua quần áo rồi đó. Thì theo tin đồn là bị gà đó diễn cái gì mà bị gãy chân đúng không? Thì cái vụ đó cũng dữ dằn đúng không? Không biết sao nó chạy sao á, mà lúc mà dành quà gì đúng không? Như là cái một cái cuộc có tham gia chương trình đang quay. Dạ, con vừa có đầu tiên chạy ra con lấy, thì tự nhiên con dấp té. Rồi tự nhiên con không biết sao con nghe một cái rắc. Thì con tưởng là bị con gân, bị chặt chân thôi cô. Con đứng lên liền con chạy thì nó lật như này, nó lật ngược lại cô. Thì con bị gãy hai mắt cá bên chân phải. Gãy mấy cái? Gãy hết hai mắt cá. Trời ơi, bể hết luôn. Và con ngồi xuống, con nhìn thấy cái chân con nó rất là lạ, là cái lòng bàn chân con nó nhìn lên cái mặt, lòng mặt của con. Trời ơi, không được á. Nó bị cuốn ngược lên cô. Mặt đó, mặt mọi người á không biết con gãy chân. Con mới nói là mọi người em gãy chân rồi, mọi người tưởng con giỡn. Con nói là mọi người em gãy chân thiệt. Mọi người vẫn không tin, bọn đưa cái chân con lên màn hình một cái. Trời ơi, mọi người hết hồn xuống màn hình luôn. Xong mọi người chạy ra thì chân con nó không đi được nữa. Mọi người đỡ con, nói thôi mọi người bình tĩnh, em cũng gãy rồi. Và xong cái cứu được con, đưa con rất bình tĩnh luôn, không cho mẹ biết, không cho gia đình biết hết. Chạy vô bệnh viện, bác sĩ gặp con hỏi con là trời ơi cái chân bị gãy hả, cái gì vậy con? Cái con tâm lý là bị quán quá, không biết nói làm sao, tự nhiên chửi bác sĩ luôn. Trời ơi, chạy cái kiểu gì mà gãy chân dữ vậy? Nhưng mà con muốn hỏi bác sĩ là con gãy chạy cái kiểu gì mà cái chân con gãy như vậy, cái kiểu như vậy. Mà con không biết hỏi, con hỏi bác sĩ là chạy cái kiểu gì mà gãy chân dữ vậy? Bác sĩ nó tự nhiên chạy đâu vô đây hỏi chửi tôi. Rồi xong mà vô cũng chửi bác sĩ, cái miệng cũng không vừa. Bác sĩ nhận ra dò cái chữ người ta. Không, không có chương trình này con cảm ơn bác sĩ đó luôn. Tại sao vậy? Bác sĩ đó là bác sĩ Huệ. Trai gái à? Trai nha, trai. Bác sĩ Huệ, trai. Trong người con lúc đó con không còn tiền. Mà lúc đó là con đang bị gặp một cái sự cố, là con bị mất một cái số tài sản đất đai của con rất là lớn, và con đang bị nợ ngân hàng. Lúc đó con nhớ là con nợ ngân hàng 8 tỷ 2. Trời ơi, nợ dữ vậy? Bị một cái người bạn lừa gạt, nói chung làm ăn chung. Mà lúc đó là con nhớ luôn là trước lúc con gãy chân là con có trong tài khoản con 23 tỷ. Trời ơi. Năm 2016. Con làm gì con giàu dữ vậy con? Trời ơi, cô tình con làm rất thuận lợi luôn. Con để dành tiền, con mua đất. Con mua đất, con đi diễn mua đất, mua đất. Tự nhiên trúng đất, con bán. Con giàu mà con không hiểu tại sao con có tiền nhiều đến vậy. Một đứa đi học bằng xe buýt, bạn rước đi nhờ. Mà con không tin, con bước vô showroom xe hơi, con đi vô chiếc nào mắc tiền nhất anh nói chiếc đó, lấy em chiếc đó đi, mua như mua quần áo rồi đó. Lúc đó con có tiền rồi, con không biết là con nhanh nào vậy, có tiền nào tôi không biết vậy. Lúc đó kín lắm. Kín hả? Không bao giờ show ra mình có gì hết. Ghê thiệt. Rồi xong rồi lúc đó con bị gãy chân là con không còn tiền trong tay. Mà lúc đó là con nhớ là khách đang mua đất của con nữa. Mà cô tin con nói là anh thương em, anh vô bệnh viện mua đất được không? Anh mới nói là trời ơi anh không sợ xui đâu, nhưng mà trong bệnh viện là xác thực sao em, nói em bị gãy chân em không đi làm giấy tờ được cho anh đâu. Anh vô, con nhớ là con nói là hôm nay em bán, ba người tới mua, ai là người tới trước em sẽ bán trước, chứ em không có chốt giá. Anh đó mới 7 giờ sáng anh tới đưa con 1 tỷ tiền mặt, con bán trước. Cái anh sao mua hơn cái giá con 3 tỷ, con không bán. Cái người này quăng cái phao lúc cuối con rồi. Thì lúc đó con không có tiền, tự nhiên có một người đem 1 tỷ vô. Đó là cái lúc con gặp tai nạn, cũng có ân nhân của con. Và sau đó con bán được đất là con trả hết nợ. Con như là suy sụp, con không muốn đi diễn nữa. Có thời gian bị mất hút đúng không? Đúng rồi, thứ nhất là mất hút trước đó là do là mình mê kinh doanh, kiếm được rất là nhiều tiền. Con làm mở shop thời trang, con mở tùm lum tùm la mà hết. Trong cái lúc công. Mà đó là con có đi diễn không hay là bỏ? Con đi diễn nhưng mà con đi diễn cái kiểu mà đam mê á cô. Cái show nào á mà lên truyền hình mà vui nha, con diễn. Còn show nào tỉnh mời cát xe mấy chục triệu con cũng không diễn. Con không phải chê tiền, nhưng mà con nghĩ là gì nè, đi ra như vậy mình còn nhiều việc để giải quyết. Nhiều khi hôm nay không làm ra tiền nhưng mà đi như vậy là không có làm được gì luôn. Con sẵn sàng bỏ show, bỏ rất nhiều show luôn lúc đó. Thậm chí hả, con mất rất nhiều cơ hội. Phim mà con người ta mời con xong mà con thấy là đi quay ở biển ở đảo là con từ chối rất nhiều. Con lo kinh doanh là một, là thứ hai là con bị tai nạn là con không đi làm được một năm, con không có đi làm được. Và một giai đoạn nữa là con xác định kinh doanh luôn, con không có muốn đi làm cái nghề nữa. Tại vì lúc đó con nghĩ con không bỏ nghề, nhưng mà con nghĩ là cái nghề nó như một cái người mình yêu á, con yêu đơn phương một người không có duyên, thôi con dừng lại, con giữ cảm xúc thôi. Con nói với trong lòng là thôi tổ, nếu thấy con không có duyên nữa thôi cho con hết cái duyên luôn đi, con khỏi làm nghề. Chứ làm nghề này con có nhiều cái trăn trở, nó con cay đắng quá.
cái con đường mà cho đi cái tiếng cười á, sao nó nhiều nước mắt con tới với con, sao con không có may mắn như người ta, nó sóng gió quá, cho nên lúc đó là con nghĩ là con muốn dừng lại. Con đã đoạt giải đấu trường Tiếu Lâm rồi đó, như vậy đó là một cái bước đệm rất là lớn cho con trước rồi, khi sao? Mà con đăng quang là con đã đi về quê luôn, con với mẹ con về Gò Công ở luôn. Cái chương trình nói là giờ em ký hợp đồng rồi, nếu mà em không có thi nữa em đền hợp đồng 5 tỷ. Trời ơi, đang nghèo rất nghèo luôn, 5 triệu không có nữa, tiền đâu nào đền 5 tỷ. Thì con cố gắng con thi thì cứ dòng nào thi cũng muốn làm cho bị loại đi, con mong con bị loại. Ủa? Nhưng mà đến khi con thi rồi con ra đó là bộ mặt của mình, lỡ sau này mình đi làm nghề, miệng nó bỏ nha, nhưng mà trong lòng lỡ sau này làm nghề rồi người ta chê mình diễn dở không có duyên thì sao. Thế là cứ ra thi là diễn hết mình, thì cứ dòng nào con cũng được nhất tuần. Con được bước vào cuối cùng của đội anh Trấn Thành, và con không nghĩ là bốn cái người của cuối cùng đấu với nhau là con trở thành quán quân của một cái chương trình đó. Với con cái giai đoạn đó là khoảnh khắc cuộc đời á, đến bây giờ chắc là tìm lại rất là khó, một cái cảm xúc mà mình rất khó khăn mà tìm một cái cảm giác rất là hạnh phúc. Dạ. Rồi bây giờ cái hỏi cảm xúc của mẹ nè, khi mà biết tin Khương mà bị tai nạn như vậy thì cảm xúc cô lúc đó như thế nào, và Khương có báo liền cho cô không? Không, mấy chị em nó lo hết. Không, chị cũng chưa biết luôn, con tự ký giấy giấu cô à. Coi như là khi nó ra khỏi cái trong chỗ mổ này kia là lặn rồi, mấy đứa đó nó mới cho hay. Thôi, lúc đó cảm xúc cô sao cô? Xỉu lên xỉu xuống, khóc quá trời, với bệnh viện quậy nữa. Quậy ai? Quậy bác sĩ. Trời ơi, tôi ăn ở hiền quá mà sao những con tôi gãy chân. Ủa, đâu có liên quan. Đâu liên quan rồi. Ăn ở hiền đâu có liên quan con chạy. Khóc quá trời. Cô còn nhớ khoảnh khắc đó không cô? Nhớ. Dạ, làm sao nè, kể lại con nghe. Bởi vì mà khi mà thấy con vậy, hồi nhỏ lớn có cái chuyện gì xảy ra giữa thần đất địa, bây giờ vậy rồi hả, ở chồng nói thôi thì chuyện đâu đúng vào đó rồi, cũng đâu có đến, bây giờ vô thì lạnh lặn hết rồi, nằm tỉnh bơ ngồi dậy, thì lúc đó mới tỉnh hồn lại, nói thôi vậy cũng cảm ơn trời Phật. Nhưng mà tại sao Khương lại giấu mẹ vấn đề đó Khương? Tại vì Lâm hiểu không, là mẹ đã quá nhiều cái cay đắng trong cái thời tuổi trẻ. Con biết mẹ con rất là nhiều chuyện buồn, mẹ con đêm nào cũng nằm khóc. Cô có tin là cái đường gần nhà con nó có một cái đường tai nạn chết rất là nhiều người, người ta nói chỗ đó linh, mà con còn lớp 3. Con biết gì đâu, con lại đó con thề, con nói ước gì cho mẹ con có cái nhà con ngọn chỗ cũng được. Con nói một cái câu mà chí mạng, đến khi mà con lớn con có số tiền con không dám đi mua nhà, con phải mua đất đó. Tại vì con nói nếu mà con mua nhà con sợ con ngọn chỗ hay nhỏ, con nói là đất ở đây linh thiêng chứ gì mà mất á, phù hộ cho mẹ em có, mà mẹ con có cái nhà con ngọn chỗ suốt đời cũng được. Cái miệng quá trời, còn nhỏ biết chưa gì rồi, nhỏ. Trời, còn nhỏ biết chưa gì rồi, chỗ quá trời cái miệng thấy dễ sợ không. Cô, nhà Khương có tật xấu gì không cô? Ở nhà nó có giả gái không cô? Đã sớm á. Mà nói bây giờ còn nó vẫn nói nó là BD luôn, nó sớm. Rồi, nói sao không? Không, bây giờ mọi người vẫn vậy. Vậy, nói ha, trời ơi, lúc mà nó quán quân đâu dám phe này kia nọ. Cái mới nó không có hai anh em, nên thằng ở với ba nó là nó giỏi. Ủa, sinh đôi hả? Mẹ con nói sinh đôi, chứ không có sinh đôi. Che thằng này cứ, trời ơi, con dạ, đâu giỏi vậy đâu. Sao? Mẹ con không muốn mọi người biết về con quá nhiều. Mẹ con có nói câu là, có thể là con là niềm tự hào của mẹ con, nhưng mà mẹ con không muốn là mẹ con đi đâu người ta nói là mẹ của diễn viên, hay là có một đứa con vậy. Mẹ không muốn cuộc sống bình thường. Nó nãy giờ mình thấy toàn là tính tốt của nó, không có cái tính nào xấu hết. Vậy thì phải có một cái tính xấu ở nhà đúng không? Nó đi học về thì cứ xuống bếp, mẹ ăn lum cum làm kẹo xong về ốp xong xuôi, chui vô ngồi là lấy cơm xé ớt, mà ớt còn sống. Mà nó nói mẹ bữa nay nấu dai, ăn tỉnh bơ. Lát nó ăn tới cái gì vậy trời, ai biết, tại má mỗi bữa má đà xào liền mà sao nay kỳ cục vậy. Trời, mới ớt này kia ớt. Ăn hai con ớt sống. Trời ơi, mà ướp không nó ăn được hai con. Nó nghe vậy? Cái mùi cà ri thơm quá. Thơm quá. Giờ nó nói, ủa sao mình này còn má nó đi. Trời, má xin lỗi con, trời, má đang lu bu ở đây, con chạy xuống con lấy ăn. Trời, má được con... sống không biết hả Khương? Con là vậy nè, con bị hồ đồ quá cô. Thôi, chứ không phải là đen. Cái mất nết hả? Cái đó là nết hả ta? Cái đó ướp, mình ướp, mình đang ướp. Không mà cái phải, tại vì mẹ ướp thơm rồi, mẹ nấu cơm rồi. Nhưng mà đồ ăn chưa nấu mẹ để trong một cái tủ hết trơn. Xong rồi con về con thấy trời, cơm chín rồi, có cơm rồi, ôi có đồ ăn luôn rồi. Mà ướp luôn rồi là nấu rồi. Con đâu có nghĩ là nó thấm mà nó ướp nó sắc dữ vậy đâu. Khi nấu mà nó sắc cỡ đó, lấy ra ăn một miếng thấy bình thường, ăn miếng hay sao nó hơi dai, ăn miếng thứ ba ra máu, ăn một miếng nữa sao đợt này má làm đồ ăn không có chín lắm nha hay sao, mà nó trắng ở bên trong mà nó còn máu nữa. Thôi không sao đâu, chắc được tái tái. Má thích làm cái kiểu này nó không bị cứng. Ăn hết hai con về má hỏi ăn cơm đi, nó ăn cơm rồi. Cơm đâu ăn, nó cơm má nấu, ăn với gì nó ớt. Ớt đâu mày ăn? Ở trong tủ, tao chưa làm đâu mày ăn cái gì. Ăn hai con rồi, ăn đồ sống. Còn một rổ xào huyết một ngày khác nha. Xào huyết là thường là luộc xong hải cười, con biết không? Con không biết,
con tưởng là sống hay chín thì nó là ngậm miệng. Thì con khác là luộc sẽ em ngỡ miệng, nhưng riêng con sầu huyết luộc rồi cũng vẫn ngậm miệng. Con cố gắng con nại cứng dữ vậy trời, nại ra con ăn nửa rổ sầu huyết chị đem về. Sầu huyết ai luộc phân nửa ăn á? Có luộc đâu, em ăn rồi chị luộc đó. Tao chưa luộc luôn. Con ăn nửa rổ sầu huyết xong, tức là về ăn uống nó rất là hồ đồ, hàm hồ, nhưng mà tánh tình thì có vẻ của bộ chải chuốt rồi dữ ha. Cái này người ta chải và chuốt cho con chứ con không có chải. Ở nhà chải chuốt con, nhà giữ nhan là giữ không con? Giữ nhan không. Rất là con rất là không có quan trọng bề ngoài, với là con cũng lo buôn bán này kia, con cũng không có chăm chút cái da hay là. Rồi hiện tại đang kinh doanh gì rồi? Mở một cái quán bún chiên về các loại bún, bún mắm, bún mọc, bún thái, bún ăn vịt, bún bò. Nhà con làm ở quận 7. Và một cái con làm về trà sữa. Hay quá trời. Bây giờ nói rất là nhiều vậy, có cái lời nào mà chưa nói với mẹ nhân dịp ngày hôm nay là Khương nói thôi nè. Nói chung là con là đứa hay tâm sự với mẹ, cho nên con nói hết những cái gì mà con nghĩ. Con rất là sợ mất người thân, nên là con không có phải là chần chừ. Con là người sống rất mạnh cảm xúc, cho nên là con thương mẹ, con nói con thương mẹ. Con có gì con cũng nói hết, và những cái ngày mà đặc biệt sinh nhật mẹ con hoặc là sinh nhật con đi nữa, con cũng tặng quà cho mẹ. Bởi vì cái cảm ơn mẹ đã cho con có mặt ở đây, đã cho con có ngày hôm nay. Nên là đối với con là những gì tốt đẹp không dành qua lời nói nữa, tại con nói nhiều quá à, nói hay con cũng nói hết rồi. Con chỉ dành những cái gì thời gian của con, những gì con mà hy sinh, những gì mà con cố gắng, con đem lại những cái gì bình yên nhất, hạnh phúc nhất, vui nhất cho mẹ con. Hay quá rồi, trời ơi, có bây giờ là thấy cầu vồng đó cô, sau cơn mưa là thấy ánh sáng rồi đó, và đến bây giờ mình gặt được cái trái ngọt rồi cô. Ví dụ có đôi lời cũng nói với đứa con cưng, một cái niềm hãnh diện của mình, thì cô sẽ nói lời gì, cũng như là nhắn nhủ lời gì đối với đứa con trai của mình ạ? Bây giờ cô chỉ nói là giống như hạnh phúc quá, có thằng trai tuyệt vời. Tuyệt vời. Là đối với, bởi vì cô hồi đó con nói ai nói cô bất chấp hết. Vượt qua hết, mấy người nói là mấy người khổ, còn tôi không có gì đặng gì khổ. Chỉ biết tôi có thằng trai đáng đồng tiền, hai họ bên nội bên ngoại là đều đứng nhất hết. Dạ, dạ cảm ơn cô rất nhiều và cảm ơn Khương rất là nhiều. Và thay mặt chương trình ngày hôm nay có một món quà dành tặng riêng cho cô. Đây là một cái món quà để mà chăm sóc sức khỏe cho mẹ, để mẹ có thể hạnh phúc, rồi mẹ khỏe, mẹ vui, để sống với lại con cháu, với nhất là cái cơ cậu con trai cưng của mình viên mãn, thật là viên mãn nha. Đây là món hai là cảm ơn chương trình đã giúp đỡ có hai mẹ con đến đây để biết bao nhiêu người.